Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 228 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm nhờ Tử Hà dẫn đường đi tìm Long Ý. Tử Hà đồng ý luôn. Chuyển sang tập 229 của Đấu Đế Đại Lục, Tử Hà đã gọi một con ma thú hư không xác thú ngồi trên lưng cùng Tiêu Viêm. Trên đường bay, Tiêu Viêm gặp rất nhiều ma thú đã bị chết hình thành những ngọn núi. Tử Hà cho biết những xác chết này vận hành được loạn thần táng. Khi nơi này thôn phệ những xác chết đầu tiên và đầu thân, Tiêu Viêm nhìn thấy xác chết Trúc Cửu Âm. Lúc này Tử Hà hỏi chuyện Tiêu Viêm về Long Ý ở ngọn núi xác chết này. Khi ở đây có một đường luyện ngục đi vào, do đó Tiêu Viêm quyết định đi vào. Tử Hà hư không nữ vương thuyết phục Tiêu Viêm đừng vào, bởi ngay cả dòng Trúc Cửu Âm cũng bị giết chết. Theo như Tử Hà biết được về xác của Trúc Cửu Âm nối liền đến một thế giới mở, nên Tiêu Viêm càng phấn khích thêm. Trảm lão truyền âm với Tiêu Viêm về cái chết của Trúc Cửu Âm không phải tự sát đâu, mà con rồng này dùng cơ thể ngăn chặn một sức mạnh nào đó. Nhưng Tiêu Viêm quyết định đi vào hư không chi khư ngọn núi. Tử Hà đã dùng sức mạnh áp chế ngăn Tiêu Viêm lại. Vì vậy Tiêu Viêm nhận định Tử Hà từng có quan hệ với Tôn Thượng, thì Tử Hà cho biết đã bị Tôn Thượng đời trước hành hạ nhốt ở nơi này hơn 1.000 năm. Do đó Tiêu Viêm hiểu ra Tử Hà đang muốn hành hạ mình, và Tử Hà cho biết sẽ từ từ giết và thôn phệ Tiêu Viêm. Tình trạng của Long Ý đang ở trong bụng cô. Lúc này Tiêu Viêm đang ngồi khoanh chân dùng linh hồn dò xét xung quanh. Về phần Tử Hà đã đang ngồi trên lưng con ma thú hư không giác thú. Chỗ Tiêu Viêm đã xuất hiện cơ thể Long Ý toàn máu đang bị hai chiếc xích trói. Dù Tiêu Viêm đang đeo mặt nạ của Tiêu Phong, nhưng Long Ý vẫn có thể nhận ra mùi của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn về phía Tử Hà nói chuyện đánh Long Ý thế này, thì Tử Hà giải thích may có cô Long Ý mới sống tiếp, chứ ban đầu Long Ý đến nơi này đã bị thương gần chết. Tiêu Viêm dùng tay bóp cổ Tử Hà. Tử Hà đã biến mất xuất hiện trở lại trình bày. Long Ý bị đám ma thú hư không tấn công tập thể. Tử Hà tạo ra một cái quảng trường có rất nhiều ma thú bảo kê cô. Tiêu Viêm la to Tử Hà mau thả Long Ý ra. Con chó ba đầu vượng tài từ xa phát hiện chỗ Tiêu Viêm chạy đến, nó đã giết chết rất nhiều ma thú hư không. Con Tiêu Nguyên Ly cầm lưỡi hái tử thần ra lệnh cho vượng tài. Con chó chết hay cắn đám ma thú. Tiêu Nguyên Ly cầm lưỡi hái chỉ vào Tử Hà. Tiêu Viêm xin con gái Tiêu Quản Lý đánh cho Tử Hà nôn Long Ý ra. Trở lại với Tử Hà nữ vương trên tay cầm một viên bi màu tím. Tử Hà cho Tiêu Quản Lý lao vào combat vài trăm chiêu chưa hề phần thắng bay. Tiêu Quản Lý hổ báo dọa Tử Hà mau nôn Long Ý ra, không cô sẽ cầm lưỡi hái mổ bụng như đẻ con. Dù Tử Hà chưa đẻ con, nghe đồn hàng xóm kể đẻ mổ không tiêm thuốc tê đã thấy sơ, cô từ mồm đã nôn Long Ý ra chỉ còn nửa ngày. Tiêu Viêm thấy vậy cho Tử Hà cơ hội cuối cùng. Một, Tử Hà trợ giúp cứu Long Ý sống lại. Hai, Tử Hà sẽ bị giết chết. Tử Hà cho biết với huyết mạch Trúc Cửu Âm, Long Ý dễ dàng hồi phục. Nếu Long Ý mê muội thì từ từ sẽ chết. Long Ý mở mồm nói chuyện với em gái Cầu Cầu đã bị lạc rồi. Tiêu Viêm hứa với Long Ý sẽ tìm lại Cầu Cầu. Tử Hà cũng nói luôn về Cầu Cầu không thuộc 3.000 hành tinh này. Cầu Cầu đã di chuyển đến nơi nó từng sinh sống. Tiêu Viêm không tin. Tất nhiên Tử Hà bắt đầu kể về một số khái niệm Tiêu Viêm chưa từng nghe bao giờ. Là kiếp trước Tôn Thượng từng chỉ huy cầm đầu 3.000 hành tinh giao chiến với đám người đó. Cầu Cầu thuộc bên phe địch chứ không phải phe ta. Lúc này Tiêu Nguyệt Ly cũng xác nhận bên ngoài 3.000 hành tinh vẫn có một thế giới mở khác. Khi Thiên Tàng Vương từng kể với cô, Long Y vẫn tin Cầu Cầu là bạn của mình, chứ không phải là kẻ thù hai bên đối lập. Tử Hà nói thêm về Cầu Cầu. Cầu Cầu đang ở trạng thái trứng về sau sẽ tiến hóa thành con gây. Bây giờ em gái Cầu Cầu mới phát triển trên 16 tuổi không phải lo đi tu. Ngoài ra Tử Hà cũng tiết lộ mình với Cầu Cầu có chung một huyết mạch. Tuy nhiên vì sức mạnh của cô yếu hơn Cầu Cầu nên không thể trở về quê hương của mình. Tiêu Nguyệt Ly cầm lấy hái tuyên bố với em gái Tử Hà về 3.000 hành tinh của vũ trụ này mà bị vũ trụ hành tinh của đám người Tử Hà xâm chiếm. Tử Hà chính là nội gián. Tử Hà xác nhận chuyện Tiêu Nguyệt Ly có thể giết cô, nhưng cô vẫn có đủ khả năng phá hỏng cấm chế phong ở nơi này, khiến thời gian bị vũ trụ kia tấn công nhanh hơn 50%. Trở lại với Tiêu Viêm đã xin Long Ý bình tĩnh về thân phận của Cầu Cầu quá ghê gớm. Long Ý không tin thằng Tiêu Viêm Tiêu Phong là cha mình. Thì Tiêu Viêm dùng tay sờ vào vai Long Ý xác nhận thân phận. Và Tiêu Viêm quyết định sẽ đại chiến cầm đầu 3.000 hành tinh một lần nữa đại chiến với thế lực kia, để lấy lại Cầu Cầu cho Long Ý. Long Ý đã hóa thành bản thể con rồng há mồm hút rất nhiều ma thú hư không vào bụng giết chết. Hóa ra Long Ý đang thôn phệ tăng sức mạnh của mình lên. Cảm ơn anh em đã xem hết video.